Vâng, quý vị vừa đến với phần cuối của chương trình Giờ Cách Sổ trên kênh truyền hình FBNC cho ngày 18 tháng 5. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng có phần trao đổi với chị Nguyễn Thị Thanh Thảo đến từ công ty chứng khoán Phú Hưng để có những góc nhìn chuyên sâu hơn về diễn biến của thị trường trong phiên ngày 18 tháng 5 cũng như trong những phiên sắp tới. Vâng, như chị cũng thấy thì cổ phiếu của ngành dầu khí rõ ràng là một trong những ngôi sao trong những cái phiên vừa qua của thị trường chứng khoán Việt Nam, mà không chỉ Việt Nam mà cả các thị trường khác trên thế giới nữa. Tuy nhiên chúng ta cũng biết thì giá dầu của Việt Nam và cái nhóm cổ phiếu dầu khí lại phụ thuộc khá lớn vào diễn biến của giá dầu thế giới. Và giá dầu thế giới thì mới vừa rồi đã phá cái mốc cao nhất của 7 tháng. Chị có nghĩ là cổ phiếu dầu khí Việt Nam đang có một cái đợt tăng điểm rất ấn tượng chờ đợi phía trước không? Quan sát cái thị trường hiện tại thì chúng ta vẫn có thể thấy được là dòng tiền đã vào rất là mạnh mẽ những cái ngành, cái nhóm cổ phiếu của ngành dầu khí. Tuy nhiên thì xét về cái điểm tiêu cực đó là do là cái dòng tiền vẫn chưa lan tỏa đều hết tất cả các ngành. Do đó thì cái khối lượng giao dịch vẫn tiếp tục giảm dưới mức trung bình 20 phiên gần đây. Đồng thời thì cái thị trường tôi đánh giá vẫn khó mà có thể duy trì đà tăng được khi mà các cổ phiếu chính, các cổ phiếu trụ cột thì tăng điểm và các mã như là lát cáp hay dầu khí chứ không lan tỏa đều đồng loạt trên các cổ phiếu của toàn thị trường. Về cái phần cổ phiếu dầu khí thì tôi vẫn dự báo là đây là cũng là một cái động lực để mà đưa VN Index vượt lên cái mức là 620 điểm. Vì cái giá dầu sẽ là nằm trong cái khoảng từ 50 đến 51 đô la một thùng. Và đến nay thì giá dầu đã cũng chạm sát cái ngưỡng là khoảng 50 đến 51 đô la. Về tôi có thể dự báo thì trong khoảng giá dầu của thế giới trong khoảng từ 3 tuần sẽ có một nhịp điều chỉnh mạnh trở lại. Và khi chạm cái ngưỡng này thì việc mà giá dầu bị giảm sẽ ảnh hưởng khá là nhiều đến thế giới cũng như những cái cổ phiếu của ngành dầu khí. Thì tuy nhiên thì về cái xu hướng dài hạn thì tôi vẫn giữ nguyên cái quan điểm là giá dầu vẫn sẽ tăng lên cái mốc là từ 60 đến 65 đô la một thùng thì vào cuối năm nay, và sẽ là động lực để mà VN Index sẽ vượt qua 650 điểm vào cuối năm. Dạ vâng, như vậy là chị có đánh giá rất cao về cái sức ảnh hưởng của cổ phiếu ngành dầu khí lên các cái chỉ số chứng khoán chính của thị trường Việt Nam. Tuy nhiên là đối với nhà đầu tư mà nói thì mua dài hạn thì như chị nói là nên rồi, nhưng mà mua ngắn hạn thì cổ phiếu dầu khí vẫn đang tăng rất tốt. Như vậy nếu không mua đủ được những cổ phiếu dầu khí blue chip ví dụ như gas hoặc là BVD thì họ có thể mua những cổ phiếu nhỏ hơn được không? Theo quan điểm của tôi thì với cái tình hình thị trường giao dịch như hiện tại thì cho dù những cổ phiếu đã và đang tăng nóng hay là chưa tăng thì với cái khoảng thời gian này vẫn không nên là gia tăng tỷ trọng cổ phiếu, vì sẽ bước đến sẽ khoảng từ 2-3 tuần sẽ có một cái nhịp điều chỉnh. Vâng, và cũng trở lại với một cái cổ phiếu mà đang thu hút rất nhiều sự quan tâm của giới đầu tư hiện nay, đó là cổ phiếu Vinamilk của công ty sữa Việt Nam. Như chị cũng biết thì thông tin về việc Vinamilk họ sẽ đưa cái đề xuất là sẽ mở rung ngoại lên đến 100% trong cái đại hội cổ đông sắp tới vào ngày 21 tháng 5. Cái thông tin này rõ ràng là một cái cú hích rất lớn cho cổ phiếu này. Tuy nhiên, riêng về góc nhìn của người làm thị trường chứng khoán như chị thì chị có nghĩ rằng là Vinamilk sẽ chắc chắn là thăng hoa sau khi được mở rung, giả sử như điều này thành sự thật không? Theo quan điểm của tôi thì việc mà Vinamilk được mở rung khối ngoại 100% thì cũng có nhiều cái ảnh hưởng đến cổ phiếu Vinamilk này. Thứ nhất thì Vinamilk hiện tại đang là một cái doanh nghiệp tăng trưởng tốt nhất thị trường trong vòng 10 năm qua. Và do đó nên nói là cái cổ phiếu hàng đầu trong danh mục đầu tư của khá là nhiều nhà đầu tư hiện tại. Thứ hai thì trong giai đoạn cái rung hạn chế thì nhà đầu tư nước ngoài lo sợ mất tỷ trọng danh mục cổ phiếu của mình trong danh mục mà lo ngại không bán ra cái cổ phiếu này. Tuy nhiên thì xét ở góc độ hiện tại, khi mà Việt Nam gia nhập hoàn tất cái việc mà gia nhập TPP thì Vinamilk sẽ đứng trước cái thách thức rất lớn, bởi vì ngành sữa không phải là thế mạnh của Việt Nam so với các nước khác gia nhập chung với lại hiệp định TPP này. Thì do đó mà cái vấn đề nới room sẽ là cơ hội cho một số nhà đầu tư sẽ đánh giá lại cái cổ phiếu Vinamilk và xem tiềm năng của nó có thể đem lại như thế nào. Và do đó tôi nghĩ thì họ sẽ sẵn sàng bán cổ phiếu Vinamilk để tìm đến những cái cổ phiếu khác có tiềm năng hơn trong giai đoạn hiện tại.
và đến một lúc nào đó họ sẽ mua lại cái cổ phiếu Vinamilk khi họ cảm thấy thích hợp, vì hiện tại thì Vinamilk sẽ không giới hạn gom nữa. Như vậy là có phải chị cho rằng là những ai mà mua đuổi cổ phiếu Vinamilk trong những phiên này, từ đây cho tới cái ngày mà Vinamilk được tán thành cái phương án mở rung, nếu ai mua đuổi nó trong thời gian này có phải là sẽ đối mặt với rủi ro rất lớn không? Quan điểm của tôi vẫn giữ vững từ trước, tuần trước, đó là cái giai đoạn hiện tại vẫn không mua đuổi bất kỳ cổ phiếu nào, và chỉ mua gia tăng tỷ trọng cổ phiếu khi mà chỉ số đang ở cái ngưỡng hỗ trợ mạnh, có thể là từ 615 điểm thì có thể gia tăng tỷ trọng cổ phiếu. Và cổ phiếu Vinamilk hiện tại thì nói về đầu tư ngắn hạn thì đúng là rủi ro khá cao. Dạ vâng, cảm ơn chị. Chúng ta sẽ quay trở lại với tình hình chung của thị trường. Như theo chúng tôi có quan sát á, thì thanh khoản của thị trường trong tháng 3, thanh khoản bình quân á, khá là tốt, khoảng gần 3.500 tỷ. Tuy nhiên bước sang tháng 4 thì cái mức thanh khoản bình quân phiên này bắt đầu giảm dần, và sang tháng 5 thì còn khoảng, đến bây giờ thì còn khoảng 2.500 tỷ mỗi phiên thôi. Chị có thấy cái dấu hiệu gọi là rút lui của margin không? Hay là rút lui của các dòng tiền lớn không? Theo quan điểm của tôi thì sau cái phiên mà tăng điểm ngày hôm qua, phiên 17 tháng 5, thì thị trường có một cái phiên giao dịch khá là hứng khởi khi mà VN Index đã bất ngờ vượt được cái mốc 620 điểm và đạt được cái ngưỡng 624,75 điểm vào cái phiên giao dịch ngày 17 tháng 5. Thì song hành cái diễn biến đi lên của thị trường thì đương nhiên cái mức mà sử dụng tiền vay ký quỹ chứng khoán á, cũng sẽ có chiều hướng tăng. Thì có thể tính toán sơ bộ ở một số công ty chứng khoán thì có thể thấy là tỷ lệ margin hiện nay đã tăng hơn 10% so với cái thời điểm là cuối quý 1 năm 2016. Thì trước những cái lo ngại về cái việc tỷ lệ margin đang ở cái mức cao thì sẽ gây ra những cái rủi ro cho thị trường, thì thị trường đang có cái sự hưng phấn nhất định do cái chỉ số VN Index đã vượt được cái ngưỡng 620 điểm. Thì do vậy trong khi mà thị trường trong cái trường hợp mà đột ngột điều chỉnh quá cao thì nhà đầu tư chắc chắn sẽ gặp rủi ro nhiều. Nhưng mà tuy nhiên thì cũng có thể có lời khuyến nghị nhà đầu tư cũng có thể yên tâm về vấn đề này, vì hiện nay cái hệ thống kỹ thuật của các công ty chứng khoán rất là tốt và an toàn, và một khi nếu như mà thị trường có những cái tín hiệu điều chỉnh thì các công ty chứng khoán cũng sẽ có những cái cảnh báo kịp thời về tình hình cho khách hàng, cho nhà đầu tư. Và tóm lại là nếu mà xuất hiện những rủi ro trên thị trường chứng khoán thì lợi ích của nhà đầu tư lúc nào cũng được đặt lên hàng đầu. Vâng, tuy nhiên chúng tôi cũng thấy là cái thanh khoản của thị trường trong tháng 5 từ hồi đầu tháng đến giờ rõ ràng là rất là thấp, chỉ khoảng 2.500 tỷ đồng mỗi phiên. Trong khi như chị nói thì cái tỷ lệ margin tại các công ty chứng khoán là tăng khoảng 10% so với quý 1. Như vậy thì đây có phải là cái mâu thuẫn không? Và chúng ta có thể giải thích điều này như thế nào? Theo câu hỏi của chị Hiền thì chúng ta cũng có thể giải thích khá là đơn giản là trong cái tháng 3 năm 2016 vừa qua thì cái việc mà giao dịch thỏa thuận của khá nhiều các cổ phiếu cũng đây cũng là một phần để mà góp phần tạo nên cái thanh khoản khá là cao cho thị trường. Về cái mặt margin và thanh khoản thì đó là hai cái mặt khá là khác biệt. Ý vậy là margin là thường thường là nhà đầu tư cá nhân đúng không? Còn kia là dòng tiền của các nhà đầu tư lớn. Vâng, chúng ta đã hiểu chuyện này. Theo tình hình của thị trường hiện tại và theo kinh nghiệm của cá nhân chị thì chị có cho rằng là trong thời gian tới thì thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ có rất nhiều yếu tố cơ bản để hỗ trợ cho nó không? Hiện tại thì cái ngưỡng 620 điểm cũng có thể coi là cái ngưỡng rào cản trong ngắn hạn. Và thực tế thì ngưỡng này cũng đã bị phá vỡ vào cái phiên tăng điểm khá ấn tượng phiên ngày hôm qua 17 tháng 5. Thì theo tôi thì sẽ có hai cái nhóm động lực để mà thúc đẩy cho thị trường trong giai đoạn này. Thứ nhất đó là nguồn lực từ trong nước. Thì để mà đạt được cái mục tiêu tăng trưởng GDP lớn hơn 6,5% thì nhất thiết phải có các biện pháp nới lỏng tiền tệ. Và bởi việc cái tăng đầu tư công để thúc đẩy tăng trưởng GDP là không khả thi do cái ngân sách bị eo hẹp. Thì khi mà các chính sách này chính thức được áp dụng thì dòng tiền sẽ đổ vào thị trường và có thể khả năng sẽ giúp cho VN Index sẽ vượt qua cái ngưỡng 650 điểm. Và về thứ hai thì cái động lực thúc đẩy đó là cái yếu tố ngoài nước. Thì từ đầu năm tới nay tôi vẫn giữ vững cái quan điểm là động lực thúc đẩy thị trường trong năm 2016 và 2017 này
vẫn là chủ yếu là do sự hồi phục của giá dầu và các nguyên vật liệu trên thế giới. Quá trình này sẽ diễn ra giống như cái giai đoạn mà cuối năm 2008 và năm 2009. Thì tôi tin rằng xu hướng tăng này sẽ kéo dài trong vòng khoảng 2 năm tới và giá dầu sẽ vượt mức 60 đô la một thùng, thì khi đó VN Index cũng sẽ vượt được 650 điểm. Dạ vâng, rất cảm ơn chị về phần tư vấn này. Vâng, những phân tích vừa rồi của chị Nguyễn Thị Thanh Thảo đến từ công ty chứng khoán Phú Hưng đã tạm khép lại chương trình Giờ Cách Sổ ngày 18 tháng 5 trên kênh truyền hình FPNC. Rất cảm ơn công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình này. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.